Ê, mình là Phụng Nobita. Thì hôm nay mình sẽ ăn rác và ăn đồng cước của ACN và sau đó nhận lại rất là nhiều tiền. YouTuber Phụng Nobita thì độ đít dơ bẩn của cậu ấy đã ở trên đỉnh rồi. Khi cậu ấy ngó lên thì sẽ không thấy ai dơ bẩn như cậu ấy, một người không cần lao động. Ăn đầu quẩy. Phụng Nobita có một cái độ đít rất là quyến rũ và tôi cũng thích những độ đít của Phụng Nobita. Và Phụng Nobita có một cái sở thích khá là dị, đó là tự uống nước đái của mình và ăn đồng cứt của mình. Phụng Nobita là con khỉ BD. Phụng Nobita thích ACN. Phụng Nobita thích cái độ đít hơn hại não.